ngày 1 tháng 7 tới đây, khi luật căn cước có hiệu lực, sẽ có thêm trường hợp người dân phải làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước. Cụ thể, 7 trường hợp công dân được cấp đổi thẻ căn cước công dân, gồm công dân khi đến độ tuổi đổi thẻ là 25, 40 và 60, có thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, có thay đổi nhân dạng, bổ sung thông tin, ảnh, khuôn mặt, vân tay, xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật cũng theo luật mới từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thời hạn và thủ tục cấp thẻ căn cước cũng được rút ngắn thống nhất là 7 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp, cấp đổi, cấp lại